Selena Gomez, Phenom. Cái này đẹp nè. Quá xinh. Cái màu xanh dễ thương. Kết hợp với Rihanna, lâu lắm rồi. Bạn thấy chữ Riri không? Sợ mở đã có gì nó nhảy ra không? Trời ơi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Và nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official, cảm ơn các bạn lựa chọn video này với 2000 cái video ngoài kia. Hôm nay Tâm có một video content cũng khá là lạ so với những cái video khác trên kênh của Tâm. Đó chính là Tâm sẽ dọn cái tiệm tạp hóa này của Tâm. Tâm gọi vui ba cái kệ này của Tâm là tiệm tạp hóa, bởi vì là ở đây là không thiếu một cái gì hết và mỗi thứ lại có quá nhiều, cho nên là hiện tại nó đang ngập tràn, nhìn rất là ghê. Và Tâm nghĩ là trong ba cái tầng kệ này, đây ba tầng kệ này là chắc là có rất nhiều đồ đã bị hết hạn, cũng giống như là có những món đồ mà Tâm chưa đụng tới, chưa xài, và nó có thể là nên được tặng cho một ai đó, chứ không phải là nên giữ ở đây và cứ để bị đóng bụi như vậy. Nên Tâm nghĩ là hôm nay sẽ là một cái ngày gọi là Tâm sẽ dọn tiệm tạp hóa này của mình. Mục tiêu của Tâm đó chính là những cái chai lọ nào, những cái món sản phẩm nào mà đã quá lâu rồi, hết hạn rồi, không còn sử dụng được nữa, thì Tâm sẽ cố gắng gọi là đi tái chế cái chai lọ đó. Cái thứ hai đó chính là những cái chai lọ nào, những cái sản phẩm nào mà vẫn còn sử dụng được, mà vẫn còn khá mới, mà Tâm thấy có thể tặng được người thân hoặc là tặng những ai mà có nhu cầu sử dụng hơn Tâm, Tâm sẽ tặng người đó. Và cái thứ ba đó chính là dọn dẹp lại cái tủ này cho nhìn cho nó bớt ghê và nhìn cho nó gọn gàng và đâu vào đó hơn. Thực ra hiện tại nha, các bạn nhìn thấy nó ghê như vậy, chứ các bạn hỏi từng món đồ nào nằm ở đâu, có cái gì là Tâm biết hết á. Ôi, cái này nó đi ngược lại với cái intro. Ý Tâm là những món nào mà Tâm hay sử dụng á, thì là Tâm nhớ hết nó nằm ở đâu. Bây giờ mà Tâm cần tìm món đồ nào đó, mà Tâm cần gọi điện cho ai ở nhà mà lấy giùm Tâm để mà ship giùm Tâm, đang đi quay hay này nọ mà quên đồ á, thì Tâm có thể chỉ ngay đúng chốc luôn là tập đồ Tâm đang cần sử dụng nằm ở đâu. Nhưng mà còn lại là mọi thứ nó như một cái, như một cái dùng từ gì cho nó văn minh vậy các bạn, nó giống như một cái, một cái thôi mình không tìm ra được từ thì thôi mình không nên nói ha. Nhưng mà đại khái là Tâm sẽ biến ba cái kệ này thành một cái tủ đàng hoàng. Bắt đầu nha, Tâm nghĩ là mình sẽ đi theo thứ tự, mình sẽ đi từ tầng 1 tới tầng 3. Trước khi bắt đầu nha, giới thiệu với các bạn. Các bạn nhìn thấy phía trên này với lại phía dưới này, các bạn nghĩ nó gọn gàng đúng không? Không hề đâu các bạn. Các bạn muốn xem không? Đây Tâm sẽ giới thiệu sơ sơ cho các bạn xem nha. Đây ạ, các bạn sẵn sàng chưa? Wow! Đây nha. Rồi tiếp tục nè, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Xin thiệu với các bạn tiệm tạp hóa ẩn của Ngọc Thanh Tâm, đầy đủ không thiếu một thứ gì ạ. Rồi tiếp tục, các bạn cái này không mở được hai cánh, mà các bạn cũng sẵn sàng chưa? Hai. Wow. Khi mà mình đóng cửa lại là chúng ta không biết là có những gì trong đó đúng không? Cho nên là mình cứ để kệ thôi và mình chỉ quan tâm tới cái phần này thôi nha. Chứ mà đi dọn mấy cái chỗ kia thì không biết tới bao giờ mới xong. Tao sẽ bắt đầu từ bên này trước. Tao nghĩ là nên quơ hết xuống xong rồi bắt đầu mới bỏ lên lại chứ đúng không? Thì tại vì là tao nghĩ chắc cũng cần phải lau lại bởi vì nó cũng bụi. Lôi hết xuống rồi bắt đầu là mới dọn lại. Tâm sẽ bắt đầu bằng những cái thói quen thông thường đi ha. Tâm sẽ bỏ trong cái góc này nè của Tâm những giấy ướt. Nên bây giờ Tâm sẽ lọc ra cái giấy ướt nào mà có thể sử dụng được và vẫn còn sử dụng được thì Tâm sẽ bỏ vào bên trong góc đó nha. Chứ bây giờ nói chung là mình phải cần một cái điểm như thế để bắt đầu, chứ bây giờ hiện tại là Tâm còn đang không biết bắt đầu từ đâu luôn. Tận dụng cái thùng Dolce. Rồi còn đây là giấy trang điểm, đây là giấy chùi tay có cồn. Đây không phải là một cái giấy chùi tốt lắm nên rất là tiếc, nhưng Tâm sẽ vứt nó đi luôn để dọn cho sạch nhà. Tâm có cái thùng rác đằng trước luôn. Để trong nó lên. Đấy. Sẽ tới những cái chai giấy chùi mà để làm cho sạch bề mặt. Để đây, có để đây đi ha. Đây là một cái đồ để mà làm hông khô cỏ. Cái này nó hơi dơ. Cái này trời, mặt này cũng dơ luôn. Thôi kệ đấy, các bạn đừng để ý tới nha. Đây là cái mà để nói chung khoảng một thời gian sau khi mà sử dụng cỏ bị dơ rồi thì Tâm sẽ đi rửa cỏ. Sau khi rửa cỏ xong, Tâm sẽ để cho cỏ nó hông khô được một cách tự nhiên mà mình không cần phải sấy một cái gì hết, nhưng mà nó vẫn có một cái chỗ sạch sẽ. Sau đó là tới những cái chai xịt khoáng. Cái chai này là chai trà. Rồi vì sao nằm ở đây?
Cha cha không được nằm ở đây. Miếng chùi phụ kiện thì Tâm nhớ là Tâm có mấy cái chai để mà rửa phụ kiện nằm ở đây. Nó đóng bụi khủng khiếp luôn rồi các bạn ơi. Đây, rửa phụ kiện nên để góc kia đi ha, tại vì cứ ít đụng tới. Rồi, đây là cho xịt tóc. Ồ, đây cũng cho xịt tóc. Đây cũng là đồ làm tóc luôn. Ồ, cái này hết hạn rồi, 27 tháng 12, 2019. Rồi, đành phải vứt. Cái này sao hạn sử dụng, rồi cũng hết hạn luôn rồi. Cái này nhìn có vẻ mới, nên thôi Tâm sẽ giữ lại. Tại vì những cái món nào mà về tóc thì chắc là Tâm không có đụng tới nhiều. Rồi, còn chai này Tâm sẽ vứt luôn. Đây cũng là một cái chai xịt tóc. Hết hạn từ năm 2014 rồi các bạn ơi. Trời ơi, khủng khiếp. Giữ, chắc là giữ từ nhà này sang nhà nọ quá à. Chai này thì chắc cũng hết hạn rồi, nhưng mà cái này có thể tái sử dụng được. Cái chai tái sử dụng được là Tâm sẽ giữ. Giữ để rửa. Cái này là mới, trắng. Cái này là một cái chai, cái này là chai xịt vi khuẩn, gọi là để mang đi du lịch. Đây là những cái chai dầu tắm. Ồ, cái này cũng hết hàng luôn mọi người. Nhưng mà cái này có thể tái sử dụng được, cái chai có thể tái chế được nên Tâm sẽ giữ để mà mang cái chai này đi đến những cái nơi mà nhận chai lọ để tái chế. Ồ, cái hộp này đựng mấy cái nhỏ nhỏ được nè. Sợ mở ra có gì nó nhảy ra không? Trời ơi. Cái này là tinh dầu. Ngày sản xuất là từ tháng 6, 2014 hả? Đây, hết hàng. Đây không? Ồ. Đây là chai wax. Rồi, hết hàng. Trời ơi, quá bụi. Ôi, vẫn còn thơm lắm mọi người. Vẫn còn thơm nguyên. Nhưng mà hết hạn rồi. Rồi, hết hạn luôn rồi. Chai này á, là chắc chắn là hết hạn từ rất là lâu. Nhưng mà tuy nhiên đây là một cái chai lotion của Lady Gaga. Đây là một cái chai, Tâm mở các bạn xem nhé. Chai này màu đen, đẹp lắm. Tâm mua, Tâm sưu tập. Cho nên là bây giờ là chắc chắn là hết hạn rồi. Nhưng mà Tâm vẫn để. Nè, các bạn thấy không? Thấy màu đen không? Đẹp lắm. Mà siêu thơm. Có một cái chai dầu thơm nữa, mà như chai dầu thơm là mẹ Tâm cầm rồi. Đó, là như kiểu sưu tầm đó các bạn. Nếu mà như vậy thì sẽ để đằng sau đây. Đây là một cái máy để mà làm nail, in hình ở trên móng tay á. Bây giờ không biết còn sử dụng được hay không. Còn, nhưng mà mình có sử dụng hay không, đó là cái vấn đề. Sao nhỉ? Chắc sẽ tặng đi ha. Tặng đi. Tặng đi. Tâm có một đống đồ phụ kiện. Có nhiều ngày mà Tâm đi về xong mà Tâm cứ tháo phụ kiện, Tâm để ngay góc đây cho tiện á. Thì là Tâm cứ sẽ dồn chung vào trong một hộp như vậy, để mà Tâm có thể mang qua phòng đồ Tâm cất sau. Đây là kẹp tóc luôn. Để đây. Cái này hết hạn chắc chắn luôn. Chưa, biết ngay mà. Biết ngay sẽ có lúc này mà. À, đây là đồ làm trắng răng. À, Tâm có được tặng mấy cái chai dầu gội. Nói chung là các bạn, cái này là dọn cho gọn thôi, chứ cũng không phải không thể nào mà dọn cho đẹp được ha. Tại vì đồ nó cũng tùm lum hết. Dọn cho gọn thôi. Rồi, bây giờ là tới tầng 2. Tầng 2 thì có vẻ như là sẽ hơi khó khăn hơn chút đó. Tại vì là đồ chút hơi nhiều. Và cũng là toàn những cái đồ mà tao cũng hay sử dụng không à. Nhưng mà tôi bắt đầu nha. Đầu tiên sẽ là cái này trước đi ha. Chứ cũng không biết bắt đầu từ đâu được. Cái này là cái đồ mà Tâm được lược với cọ. Ở đây đi, theo thói quen của mình. Đây là những cái hộp này Tâm nghĩ nó không còn phù hợp với cái decor của phòng Tâm nữa rồi, nên Tâm sẽ tìm ai đó để Tâm tặng. Tâm sẽ tìm một cái hộp khác đẹp hơn Tâm để. Đây là hai chai nhuộm tóc, không có để lại chỗ cũ ha. Tiếp tục là đây là một cái chai. Đây là một cái phấn nền của Clé de Peau, rất là đắt. Để giữa, xinh quá. Tâm sẽ mạnh dạn vứt cái hộp. Từ cái chai này xung quanh Tâm sẽ để tiếp những cái gì liên quan tới makeup. Cushion. Thấy ghê không mọi người, không biết sắp xếp làm sao nữa. Nhìn nó bớt đồ được rồi. Tiếp theo là rồi đây, một đống đồ makeup. Rồi, đây là những cái gọi là cái hộp màu mắt rồi đó. Còn đây là má hồng nè. Ít sử dụng Tâm sẽ để đằng sau này ha. Siêu bụi. Giờ Tâm sẽ để nó ra đây. Đó, để như vậy thì cũng sẽ dễ lấy hơn, sẽ dễ sử dụng hơn. Màu mắt này lâu lắm rồi nè. Trời ơi, siêu lâu luôn. Chắc cái này cũng lâu lắm rồi. Vứt. Ủa. Cái này đẹp quá. Đẹp quá, cũng không biết làm gì với nó. Đẹp quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đi đi cô.
Còn cái này là một cái là mặt nạ, mà còn mặt nạ môi á. Đây không vậy? Đây là một cái cọ rất là đẹp. Cái cọ đẹp nên Tâm sẽ để chân đi. Hồi trước có một thời gian Tâm bị gọi là bị ghiền mi giả, nên Tâm mua quá trời, nhưng mà sau này mới phát hiện ra là không phải cái mi giả nào người ta đeo đẹp, mình đeo cũng đẹp. Cho nên là cũng bẻ bàng nhận ra là có rất nhiều cái mình đã mua bị hớ. Hộp phấn của Dior. Để đây ha. Rồi, để thay để cho thay, để mình thấy mình xài. Rồi, đây là những cái chai giữ makeup á. Cái này là để xịt da đầu chống nắng. Các bạn ơi, Tâm mới phát hiện ra Tâm có cái gương, nó ghi Gucci luôn rồi. Nó nặng chịch luôn á. Ôi trời ơi, vì sao Gucci là sản xuất gương ta? Mà chắc chắn là phải giữ lại rồi. Mà không biết để ở đâu rồi chứ. Ôi ơi, mày không biết để đâu luôn. Mình phải để đại. Đây là một cái hộp đựng son. Nhưng mà Tâm nghĩ là Tâm phải lọc lại. Tâm sẽ lựa lại những cái màu nào mà không phải là cái màu mà Tâm sưu tập á. Còn những cái màu nào Tâm sưu tập Tâm sẽ để lại nha. Chứ cái này là để đựng son mà sao cuối cùng đựng không được. Mà nó cứ... Đó, đáng ra là phải để đây và cứ xoay vòng vòng như vậy để sử dụng được nè. Còn bình thường á hả, xoay có được đâu. Mang tiếng là xoay vậy thôi, thật ra là đúng yên hết. Rồi Tâm sẽ kiếm những cái màu nào không có quá đặc biệt. Rất tiếc nhưng mà Tâm sẽ cho một vài cây lên đường nha. Những cây son mình hay sử dụng á, mình để lên đây cho nó gọn. Uổng không? Uổng các bạn ơi, không muốn vứt cái nào hết. Mấy cây nào mà cũ quá rồi không sử dụng được á, Tâm sẽ vứt nha. Lâu quá rồi, những cây này lâu quá rồi. Sorry các em. Sorry, Gwen Stefani hả? Ồ, cái này vậy thôi để sưu tập. Cái này là cây sưu tập của Tâm, Tâm cho các bạn xem nha. Cây màu xanh. Dễ thương. Tiếc quá các bạn ơi. Cũng còn được 2 ô. Viva Glam MAC kết hợp với Lady Gaga. Cái này là của Riri Wu nè, là của Rihanna nè. Cái son Rihanna cũng kết hợp với Rihanna. Lâu lắm rồi, mình thấy chữ Riri không? Đây là cây màu tím rất là xinh nên Tâm sẽ giữ lại. Please me. Ôi con mới nguyên luôn ta ơi. Rồi, son của Sisley mới nguyên luôn. Tôi giữ lại. Đó, coi như bây giờ Tâm sẽ có hai khung này để bỏ những cây son Tâm sử dụng vô nha. Rồi, tiếp tục. Đây là những cây son Tâm đang sử dụng. Đây là cây son bóng, rất là xinh. Đây là những cây son kem. Tâm bỏ cái tên phía bên ngoài để cho mình dễ thấy. Cây này là cây có số 1993, Tâm sẽ giữ. Đây là những cây son thỏi. Ui, một cái mấy cây này béo quá. Chết. Đó, mấy cây nhỏ nhỏ để ở ngoài. Cây này cũng nhỏ để ở ngoài. Ok, này cây đẹp nè. Quá xinh. Tâm để ở ngoài đi. Những cái cây mà hình thù cũng hơi lạ lạ như vậy Tâm sẽ để ở ngoài. Đây là những cây son Hermes. Tâm sẽ để chân để ở ngoài. À, đây là những cây son mới nè. Cây son Dior mới. Cây này là cũng không có mới nhưng mà cái hộp nó đẹp nên Tâm giữ những cái hộp. Đây là son Hermes ha. Cây này là những cây son của Fenty. Xinh không? Đây là cây son Tâm sẽ giữ nguyên, không làm gì cả. Tâm sẽ giữ nguyên ở đây. Đây là cây son dưỡng để ngoài. Cái đây cây son bóng. Đây là một cây son của Rare Beauty của Selena Gomez. Xin ơn. Cái hộp này là đựng một cái cushion đây nè. Nó là đây nè. Đó, vừa in nè. Đây là một hộp quà tặng sinh nhật người chị tặng Tâm. Tâm nghĩ Tâm sẽ lấy cây son ra. Cất cái hộp đi. Cây son dưỡng tiếp. Đây là cây son ngày xưa rất nổi tiếng một thời rồi các bạn nhớ không? Son Louis Vuitton. Rồi cây son này một thời. Giữ làm kỷ niệm. Đây là một loạt cây son của Kat Von D ngày xưa. Thì Tâm ở đây Tâm thiếu mấy cây ở đây rồi. Nhưng mà cái này Tâm sẽ không vứt đâu. Cái này Tâm sẽ làm giữ làm kỷ niệm. Tại vì đây là một cái kiểu như là một cái collection để mà sưu tập á. Chứ cũng không hẳn là để sử dụng. Cho nên là sẽ không có vứt nó đi. Mình sẽ gỡ này ra thôi. Tâm sẽ để một loạt son MOI ở trên đây nha. Ủa, ngược, sao nữa? Đẹp quá.
Tâm có mấy cái cây son dưỡng này của MOI nữa. Cái đợt mà MOI kết hợp chung với Disney á, để mà tạo ra những cái dòng son dưỡng Magic Lips này. Thì có một lần Tâm có quay chung với Primi trong một cái vlog review những cái dòng collection này á. Đây là một trong những cái dòng son dưỡng mà Tâm đánh giá rất là cao. Son dưỡng ngoài trên dễ tìm. Đây là những trội. Wow. Ngày xưa lúc mà cái đợt mà Louis Vuitton mới vừa ra son á, Tâm mua nhiều lắm. Tại vì mua để mà sưu tầm á. Đó, nên Tâm sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Ôi, đừng đổ. Đó, bây giờ Tâm đã có thể gọi là xoay vòng vòng rồi nè. Woo! Yes. Tâm có một cái hộp màu mắt này nữa, Tâm cũng để sưu tầm. Đây là hộp màu mắt Color of the Year. Tâm cho các bạn xem. Cái hộp ở ngoài các bạn nhìn nó giống như là một cái bức tranh vậy đó. Cái này là Sephora kết hợp với Pantone Universe. Đây, xinh không? Tâm mua, Tâm sưu tầm. Ở đây nó có làm highlight lên ngay chỗ màu xanh này, Serenity, và màu hồng Rose Quartz. Bởi vì là năm đó là hai màu này là hai màu chủ đạo. Và Tâm mua một thời gian lâu lắm rồi, nhưng mà Tâm sẽ giữ làm kỷ niệm. Đó. À, cây này cũng là một cây sưu tập luôn nè. Cây này là một cây màu trắng. Tâm có mấy cây son màu đen nữa, nằm ở đâu đây nè, cho các bạn xem. Nó cũng hơi méo méo rồi, tại vì nó cũng đã lâu quá rồi. Nhưng mà để sưu tầm thì được, đừng có sử dụng nha. Đây, son mới luôn, để ở đây. Mấy cây mini sẽ để ở đây. Bộ sưu tập mới của MOI. Đây là cái đẹp này. Đấy, trời ơi, quá trời quá đất. Ủa, gì? Bây giờ Tâm sẽ có một loạt sơn móng tay. Sơn móng tay thực ra bây giờ cũng khó sử dụng lắm các bạn. Tâm đã không còn sử dụng sơn móng tay nhiều nữa rồi, nhưng mà Tâm vẫn còn giữ lại một số chai. Giống như chai này của Louis Vuitton nữa mà Tâm sưu tầm thôi. Đây là những cái chai được sưu tầm. Giống như là các bạn biết X-Men không phải gì chứ. Nên Tâm sẽ giữ lại được ba cái này để tặng Louis Vuitton đây. Một chiếc Su Su có tặng Tâm một cái bức tranh này rất là xinh. Tâm nghĩ là Tâm đã có chỗ để cái bức tranh này rồi. Để tạm đây đi, để mình coi thử coi còn chỗ nào khác. Để tạm đi. Tiếp tục là sẽ là những cái hộp đi ha. Những cái hộp để mà đựng những cái món đồ mà vẫn quan trọng thì Tâm sẽ để ngay góc trong này nha. Hộp này là hộp mà đựng máng Invisalign của Tâm. Cái hộp tròn ở đây nè. Ok, để đây. Đây là một cái hộp lông mi. Cũng để sưu tầm thôi, cái này sao xài các bạn. Như cũng đã từng có lần Tâm cũng xài thử hay sao. Để thử không? Rồi, ok. Giữ làm kỷ niệm. Cái này là nếu mà lông mi thì phải nằm ở đây. Đây là bộ sưu tập của Su và Karl Lagerfeld. Ở đây thì là bị to quá. Thôi để đây đi. Tiếp tục là một cái lông mi khác. Cũng là một bộ sưu tập. Cũng là lạ. Ôi trời ơi, tao không hề nhớ tao có như cái này luôn. Xinh quá. Đây, thêm nữa. Chịu nổi không? Để tạm ở đây đi. À, bây giờ Tâm để hình bạn Tâm với Tâm xuống dưới đây tạm nha. À, Tâm có những cái này về làm nail, mấy cái dán nail rồi nọ đó. Đó, Tâm sẽ giữ lại. Đây. Đây là những cái kềm và cái đồ dũa. À, cái này cũng là một cái rất là hay. Nhưng mà lâu rồi Tâm không còn sử dụng nữa. Cái này là cái decor móng như vậy nè. Là đầu tiên các bạn sẽ sơn cái này màu này lên. Sơn lên rồi sau đó các bạn rắc cái này lên nè. Đó, để cho nó ra được cái kết quả như vậy. Mà lâu lắm mà Tâm không còn sử dụng nữa. Nhưng mà thôi, cái này Tâm sẽ giữ lại. Trời ơi, bụi ngập trời. Có cái này, sơn ngón tay này của Anna Sui đẹp thế này. Khoe các bạn. Trời ơi, đẹp quá sợ. Còn lại ở đây là Tâm có rất là nhiều mấy cái sơn ngón tay. Nhưng mà Tâm nghĩ là cũng đã lâu quá rồi, không còn sử dụng được nữa. Nên rất là tiếc, nhưng mà Tâm phải vứt nó. Cái này thì cũng không có tái chế được. Tại vì là mấy cái sơn bên trong cũng rất là khó rửa. Rất là uổng. Nhưng mà thôi, rút kinh nghiệm. Từ giờ trở đi mua cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Tâm xin hứa. Rồi tiếp tục nha. Bây giờ Tâm sẽ để dầu thơm. Tâm sẽ để cái chỗ này để đựng dầu thơm nha. Đầu tiên là con gấu này. Xinh không? Quá xinh. Cái này dầu thơm đó nha. Dầu thơm đó. Tiếp theo là chai này của Chilean. Tiếp theo là những cái chai này của Replica. Một chai mùi Bubble Bath. Một chai mùi Lazy Sunday Morning. Một cái chai này mới của Replica luôn. À không, không phải của Replica mà của Maison Margiela. Theo Tâm hiểu là Replica là như là mùi dầu thơm của Maison Margiela. Còn cái hiệu á là đây, Maison Margiela. Tâm nghĩ Tâm đọc đúng. Maison Margiela. Không biết. Nhưng mà đại khái đây là cái mùi Whispers in the Library.
Còn lại á, là Tâm có một cái chai này. Nếu các bạn có xem cái vlog cái ngày mà Tâm tổ chức cái bridal shower, là cái ngày mà chia tay cuộc sống độc thân cho Creamy á, Tâm và mọi người có đi làm được thơm, thì đây là cái chai độc thân này đây. Đây, đây luôn. Tiếp theo là có những cái chai này, Tâm không nhớ chai này của ai nha. Tâm nghĩ cái này của mẹ Tâm. Còn cái này là chắc chắn là của Tâm nè. Đó, Tâm sẽ để ở đây. Tiếp theo là Tâm có mùi này của Mora First Collection, Minh Xù tặng Tâm. Và còn cái này là cũng của Mora First Collection, nhưng mà cái này là của chú Hưng tặng. Đây là hai chai này. Chai này mùi hồng. So cute. Để làm sao đây? À đây còn là một cái chai. Này là một cái chai Tâm xài gần hết rồi nè. Cái chai này rất đặc biệt đối với Tâm. Đặc biệt thì có nhiều lý do lắm. Nhưng mà chai này rất đặc biệt. Rồi. Đây là một cái chai bé bé của Moschino. Dễ thương không? Còn cái chai này là một cái chai để mà các bạn có thể xịt dầu thơm vào trong này để mà đi du lịch. Nè các bạn, nếu các bạn thấy hướng dẫn này, các bạn thấy không? Các bạn sẽ mở cái nắp chai của chai dầu thơm ra. Sau đó các bạn ấn cái chai này vô, bắt đầu các bạn xịt. Thì giống như là kiểu mà các bạn xịt từ trong chai dầu thơm xịt vô trong đai chai này này. Thì sau một hồi nữa thì cái chai này đầy, thì các bạn chỉ cần cầm cái chai này đi thôi. Rất là nhỏ, chứ các bạn không cần phải cầm một cái chai quá to theo. Còn đây là một cái chai màu tím mà Tâm nghĩ chắc của mẹ Tâm rồi đó. Tâm sẽ mang qua trả mẹ. Có một cái rất là hay mà Tâm muốn khoe với các bạn. Nằm ở trong cái tiệm tạp hóa này của Tâm, Tâm có một cái mô hình như thế này của bên Lancôme gửi cho Tâm. Nhìn rất là hay đúng không các bạn? Kiểu cái này là để trưng bày cái chai Advanced Genifique của Lancôme. Nó là như vậy này. Đó, này là cái hộp PR gửi cho Tâm. Đó, rồi các bạn mở ra. Có cả đèn này nọ nữa. Rồi nói chung là rất là ảo diệu, rất là thích nên Tâm vẫn giữ tới bây giờ. Các bạn thấy không? Các bạn thấy đâu có đèn không? À, tắt đèn thử các bạn coi nha. Nhìn như là kiểu cái chai nó như là nó phát sáng bên trong vậy đó, kiểu vậy. Rất thần thánh. Đó, cho nên Tâm vẫn giữ tới bây giờ. Ta-da! Xong rồi các bạn ơi, bắt đầu Tâm làm, Tâm tưởng nó đơn giản. Mà xong rồi trong quá trình Tâm làm, Tâm mới thấy là Tâm đang giỡn với bản thân mình. Làm nó cực khủng khiếp các bạn ơi. Bây giờ mới thấy là Tâm nhiều đồ tới cỡ nào. Và cảm thấy là mình mua phí phạm. Và mình đã quên lãng biết bao nhiêu là đồ luôn. Hôm nay Tâm bỏ một đống rác. Và Tâm thực sự là mình cần phải điều chỉnh cái thói quen mua sắm này của mình ngay lập tức. Tại vì là một mình Tâm nha đã thải ra một đống rác như vậy rồi, hai người sẽ thải ra bao nhiêu đồ nữa, ba người sẽ bao nhiêu đồ, 10 người bao nhiêu đồ. Cho nên là nếu mà Tâm nghĩ là sẽ bắt đầu từ bản thân mình trước, mình tự thay đổi thói quen cho mình, bản thân mình trước cái đã, thì mình mới có thể inspire mọi người, mình mới có thể tạo cảm hứng cho mọi người làm giống như mình được. Thì là cứ mỗi người một chút, mình sẽ giảm thiểu được rác thải rất là nhiều, đúng không? Mục đích duy nhất của Tâm là chỉ là muốn dọn cái tiệm tạp hóa này của Tâm thôi. Nhưng mà trong cái quá trình Tâm dọn thì Tâm mới cảm thấy là mình phải rất là cần truyền đi cái thông điệp bảo vệ môi trường một chút xíu. Tại vì là ngày hôm nay Tâm thấy Tâm xả rác nhiều quá. Thời gian mà Tâm mua và Tâm suy nghĩ lại được là mình sẽ không sử dụng được hết, và mình sẽ tới một ngày và mình vứt nhiều đồ như ngày hôm nay thì chắc là Tâm đã có thể bớt mua lại. Nên từ giờ trở đi Tâm sẽ ráng cố gắng hết sức có thể là chỉ mua trong một cái phạm vi là mình có thể sử dụng hết thôi, chứ không có mua nhiều hơn như vậy. Ngày hôm nay Tâm chỉ có khả năng gọi là dọn bớt đồ và làm cho nó nhìn gọn gàng hơn thôi. Chứ còn để nói về đẹp thì không thể đẹp được các bạn ạ. À, bao nhiêu đầy đồ thì làm sao để mình xếp cho đẹp được. Thì Tâm không có khả năng đó. Nên ngày hôm nay là cái mục đích duy nhất của Tâm đó là dọn cho sạch, thì Tâm đã thực hiện được rồi. Các bạn cho Tâm một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn các bạn. Dạ. Còn bây giờ các bạn đừng quên like video này cho Tâm, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official và bấm cái chuông để nhận video mới mỗi thứ tư và thứ năm hàng tuần nha. Cảm ơn các bạn.